Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 60 đến câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng tai, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, khởi đầu cho hành trình đức tin là sự hiểu biết. Nhưng đức tin phải vượt xa sự hiểu biết. Chỉ thuần túy là hiểu biết thì không thể gọi là tin, và nhiều khi đức tin còn nghịch lại với hiểu biết. Đức tin đòi hỏi con người vượt lên trên mọi lý luận để xả thân chấp nhận như một liều lĩnh. Mẫu gương của niềm tin, chẳng hạn như ông Abraham hoặc Đức Maria. Hai vị đã bỏ ý riêng của mình mà làm theo lời yêu cầu của Chúa. Họ chẳng biết tương lai sẽ ra như thế nào, nhưng luôn trung thành vâng theo ý Chúa. Họ luôn tin tưởng vào Chúa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho họ. Quả thực, nếu chỉ thuần túy lý luận và đòi hỏi bằng chứng, thì chẳng bao giờ gặp được niềm tin. Quá đòi hỏi một hiểu biết cụ thể, con người khó chấp nhận được niềm tin. Trong bài tin mừng hôm nay, những người Do Thái đã không chấp nhận lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Và kết quả của bài giáo lý về thánh thể của Chúa Giêsu là, từ hôm đó, có nhiều người môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Chính vì không tin, nhiều người đã bỏ không theo Chúa Giêsu nữa. Chỉ còn nhóm 12 vẫn tin và theo Chúa. Mặc dù
cho đến lúc đó họ vẫn không hiểu lời giảng dạy của Ngài. Nói thế, không phải là các ông tin và theo Chúa Giêsu một cách mù quáng, nhưng là phó thác, vì xác tín rằng chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống, mới đem lại sự tốt đẹp. Trước những biến cố cuộc sống, xem ra đòi hỏi một sự đáp trả bằng niềm tin. Ước gì, chúng ta cũng biết đáp trả, không phải bằng sự bỏ đi, nhưng bằng lòng quảng đại trung thành, vì biết rằng không gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa, không gì quan trọng và đúng đắn khi thực thi theo thánh ý Chúa. Đấng luôn mang lại nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Ước gì mỗi người cũng mạnh dạn tuyên xưng như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Amen.
bổn phận của con Chúa gửi trao, thật là hồng ân ôi dạt dào, được cùng hạnh phúc thông phần với Chúa cứu rỗi trần gian, làm một khám phá với bình an, mầu nhiệm cai chết cuối đời con, bổn phận sau hết con sẽ hoàn tất với bao hy vọng. Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa.